Đáng nói, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép tại các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Để tăng cường quản lý rừng, Bộ yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, không cấp mới giấy phép kinh doanh đối với cơ sở không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp, xóa bỏ cơ sở chế biến gỗ không phù hợp quy hoạch, tiêu thụ gỗ bất hợp pháp. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân bảo vệ tài nguyên rừng.